Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh mua bán ô tô cũ của em Khải Đăng Hải Phòng. Em thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Anh em nào cảm thấy muốn bán xe hoặc là muốn mua xe thì cứ liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Em ở Hải Phòng. Thì chân cao tốc đường 10 giao với đường của Hà Nội Hải Phòng anh em. Mới vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ngay chân cầu Tiên Kiệu thôi, rất dễ tìm. Anh em nào sang thì alo trước cho em đón. Thì ngày hôm nay thì em sẽ review 3 chiếc 16 chỗ ở bên chợ ô tô miền Bắc. Vừa cập bến 3 chiếc để cho anh em kinh doanh này. Anh em làm xe tuyến, anh em làm xe đưa đón công nhân các kiểu con đà điểu. Anh em nào khách kết hợp đi Hà Nội Hải Phòng hay là các tỉnh đi Hà Nội thì lấy 16 chỗ này rất hợp lý. Mà giá tiền này lại rất là phù hợp anh em nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu qua về 3 chiếc xe này. Còn anh em nào cảm thấy chiếc nào mà muốn xem kỹ thì gọi điện trực tiếp cho số Zalo của em. Em sẽ quay từng chi tiết, anh em muốn xem chỗ nào em quay chỗ đấy. Máy móc nổ ra sao. Thì 3 chiếc này thì anh em về tình trạng là sẵn đi rồi nhé anh em. Không phải làm bất cứ một thứ gì anh em ạ. Đầu tiên là chiếc Mercedes Sprinter đời 2006, biển 23B Hà Giang 00309. Chiếc này thì đăng kiểm vào tháng 11 năm 2019 anh em. Lốp nắp thì vành đúc này, lốp mới màu bạc. Chiếc này thì bên chợ ô tô miền Bắc đang bán với giá 205 triệu đồng cho đời 2006 Mercedes Sprinter 16 chỗ ngồi. Đấy, rất đẹp anh em nhé. Tình trạng này anh em chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đổ nhiên liệu và chạy, đổ sâu. Thì cái dòng này thì anh em biết rồi, xe của Đức thì nó khá là bền bỉ, nó không hỏng vặt. Nói chung là nó chắc chắn và nội thất, ngoại thất nó đẹp hơn so với dòng những cái dòng xe nơi khác. Ví dụ như thông dụng thì anh em chỉ có dùng Mercedes với lại Ford Transit thôi. Thì đây, đây là một ông Mercedes đời 2006 mà giá chỉ có hơn 200 tí. Đấy, nốp nắp mới, nội ngoại thất thì tươi mới đẹp đẽ. Đấy, cái gương cũng là gương nhịn luôn anh em, gương cũng Mercedes luôn. Thì chiếc này thì không biết tả như nào nữa. Nói chung là đây thì ngoại thất anh em nhìn đấy thì nó rất là mượt rồi. Tôi là xước sát anh em đã cho sơn tỉa lại rồi. Em sẽ quay vòng quanh xe một lượt để anh em khám phá chiếc Mercedes Sprinter này đời 2006. Đó, ốp đằng sau, ốp gương đã đầy đủ rồi này. Rất là nhiệt, rất là đẹp luôn. Mercedes-Benz Sprinter đời 2006. Thử mở cốp xem phát được không. À, khóa cửa rồi nha. Thì phải mở cửa trên. Đây thì chiếc này thì đã có cửa điện anh em nhé. Cửa điện tức là cái cửa lùa này. Cửa lùa anh em không cần dùng bằng tay. Đã nắp cửa điện rồi. Cửa điện anh em chỉ cần bấm nút mở trên khiển phát là anh em có cửa có thể lùa ngang sang bên này rồi. Rất là tiện và không phải mất một người đứng kéo làm gì. Anh em đi 16 chỗ ép vào đê đường là anh em khách khứa có thể lên là quá là ok luôn. Đấy anh em nhìn nha, lốp này mới chưa. Lốp rất mới và rất là sâu, cua lốp không mọt. Nói chung là bên ngoài thì anh em không thể chê được điểm gì đâu nhá. Rất là đẹp. Sơn xi bóng loáng rồi. Em sẽ quay một chút nội thất của chiếc xe này. Nói chung là em chỉ quay qua về ngoại thất và nội thất thôi. Máy móc thì anh em nào mà cảm thấy nó phù hợp thì em sẽ quay trực tiếp máy móc cho các bác. Nói chung em đã chạy thử 3 chiếc này và nó không có một vấn đề gì về máy móc hết. Đây anh em ơi, anh em nhìn đi. Đấy, keo chỉ này. Cánh này nguyên zin này, còn cánh này đôm nhôm, chỗ này đôm nhôm. Đôm nhôm là lý do vì nó méo méo, anh em gõ phát nó rơi ra là nó sẽ không được đẹp nữa. Đây, lên xuống kính các kiểu cũng là điều này. Rất đẹp đấy anh em. Đây, ghế ngồi đây anh em ơi. Chiếc này 16 chỗ thì bao giờ cũng có cam hành trình anh em này. Cam hành trình đầy đủ. Bên trong khoang nội thất khá là tươi mới, điều hòa thì mát. Trần nỉ nguyên bản, đã có rèm che cửa đẹp rồi. Và ghế thì có 16 ghế ngồi đây anh em. Anh em nhìn nha, ghế bọc da Sprinter rất là mượt anh em nhé. Rất là đẹp và mượt luôn. Duy nhất mất một cái ghế tựa đầu trên này thôi, còn đâu là rất là đẹp này, xe nào cũng có. Đây anh em nhìn đi, đẹp chưa. Xe này nói chung là đấy, tính mạng con người là trên hết này.
Đó anh em. Đó. Cái này là chắc là định vị chăng? Vâng, chắc khả năng định vị rồi. Đây, anh em nhìn đi. Rất là đẹp. Đấy, bàn chân ga, chân côn, chân phanh này. Khá là tươi mới. Đây. Anh em nhìn này. À, đầu thì đã có đầu nghe nhạc đầy đủ rồi nhá. Nghe nhạc chắc là có USB cắm ở đây rồi, chắc chắn là nhạc nhẽo vô cùng ok rồi. Đây có mấy cái giá chèo điện thoại miễn phí cho anh em nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp với mình. Xe dịch vụ và xe gia đình, xe chở khách đi du lịch lễ Tết các thứ là quá là ok luôn, rất là rộng rãi, 16 chỗ mà đẹp như này mà. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi, 205 triệu đồng anh em đã sở hữu ngay rồi, rất là mượt. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này phù hợp với mình liên hệ với em số điện thoại 032 60 62 789 nhé. Đây màn hình này anh em này, ở đây có màn hình để anh em ngồi sau xem này. Đó, nói chung là em không cầm chìa khóa ở đây thì không không test hết chức năng cho các bác được. Anh em nào đến xem trực tiếp thì điện thoại cho em 032 60 62 789, em sẽ dẫn các bác đi xem chi tiết từng chiếc xe một. Ở đây có ba em cơ, ba em thì hai em Mac Sprinter, một em đời 2006, một em 2008 và một em là Ford Transit đời 2006 à 2008. Đây em thứ hai trong series 16 chỗ thì em xin giới thiệu em 21B00735, con này Mac Sprinter đời 2008, giá bán của em đấy là 268 triệu đồng. Vậy thì anh em nào cảm thấy con này nó đẹp hơn, vừa tiền hơn thì anh em liên hệ với em số điện thoại 032 60 62 789 nhé. Đây khả năng ô tô sẽ cho các bác đi xem vòng quanh xe, xem xe cộ như nào. Như này Sprinter thì nó cũng là con này thì nó lên tem tung các kiểu, con là điều này, máy dầu thì nó tiết kiệm xăng thôi, tiết kiệm dầu thôi, lốp thì mới này, lốp extra steel này. Lốp mới này, khung sườn đây rất là mượt, bốn lốp như nhau. Dòng máy dầu thì nó tiết kiệm nhiên liệu, nó đôi khi có khi nó chỉ ăn bằng mấy con máy xăng mà số tự động 2.5 các thứ thôi nha. Đây là nó rất là khỏe và mạnh mẽ. Đấy, khách chủ trước người ta vẫn đang làm hợp đồng du lịch này anh em này. Anh em chỉ cần về dán số điện thoại mình là xong thôi. Chắc chắn anh em mua 16 chỗ là về chủ yếu là làm hợp đồng du lịch hoặc là chạy xe tuyến mà. Đó, xe đưa đón cán bộ công nhân các thứ. Đây. Rất đẹp. 268 triệu đồng đời 2008. Mercedes Sprinter. Đấy. Vương Văn Ba, Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái. Chủ cũ đấy nha anh em ấy. Đây. Thơm lắm, mà trong xe mùi nó rất là thơm anh em. Đây. Anh em nhìn này, keo chỉ này, cánh cửa không biết mọt là gì nhá. Tapi vẫn mới, ghế này. Ghế lái thì có hạt ngồi đây. Kéo xuống tí. Ok. Chiếc này thì có một túi khí anh em nhé. Còn em sẽ miễn phí các bác một tầm trăm trăm cái túi để luôn. Đấy. Sau ghế mỗi người vài túi, tha hồ túi khí để luôn anh em nhé. Có này thì ghế da nhưng đã lên một ít bọc vải trên tựa đầu này, nhìn trông rất là mới và sang trọng. Vòng quanh xe thì đã có đèn led chạy dọc xe anh em nhé, rất là sáng màu xanh. Đèn led màu xanh chạy dọc xe. Đây cũng có một chiếc đài để anh em nghe nhạc. À, chiếc này thì không có màn hình để anh em ngồi sau nhìn nghe nha, nhìn nhé. À, chưa có màn hình, con này kéo sang kia một chút là không có màn hình. Nhưng đời thì nó cao hơn và chắc chắn nó sẽ đẹp hơn thì giá bán nó mới chênh như vậy. 268 triệu. Đây, túi khí airbag đây nha. Đó. Ba cái bàn đạp kia vẫn khá là mới nhưng đi rất là giữ gìn. Nói chung cái dòng 16 chỗ này thì cũng nành xe thôi mà. Đây đã dán thêm cái đây, cái gì cái phổ phổ ấy, trông kinh thế. Bỏ luôn. Ngược 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 anh em ạ. À, không biết ngược hay phải không biết. Nhưng mà đấy, 260 270 anh em đã sở hữu ngay 16 chỗ rồi, máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu. Chở nhiều người. À, các bác đi lễ chùa lễ chiền mà vớ cái dòng này đi thì quá là ok rồi.
Rồi. Đấy. Cửa này cũng là cửa điện anh em nhé. Cửa là bên trong cũng là cửa điện. Cần mà bấm khóa khiển một phát là tự nó đóng mở thôi. Như vậy là em đã quay xong hai chiếc nội ngoại thất, hai chiếc Mercedes Sprinter, một cái đời 2008 đây, một cái đời 2006 kia. 2008 này thì bán giá 268 triệu đồng, còn 2006 thì bán 205 triệu đồng thôi. Vậy thì anh em nào cảm thấy hai chiếc 16 chỗ này đúng chân của mình luôn, hoặc là đang tìm kiếm, thì liên hệ với em số điện thoại 032 60 62 789. Em Khả Năng Ô Tô, chợ Ô Tô miền Bắc, địa chỉ là km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, Ngăn Lão, Hải Phòng. Anh em nào mới xem thì cho em xin thêm một đăng ký cũng như là một lượt theo dõi anh em nhé, để em có những động lực để làm những video tiếp theo phục vụ các bác. Tất cả những dòng đời xe đã qua sử dụng của em rất là nhiều, anh em nào chỉ cần liên hệ với em số điện thoại này thì em sẽ tư vấn cho các bác đúng cái dòng đời xe mong muốn. Bãi xe mới hàng trăm chiếc xe khác nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi clip của em. Xin chúc các bác những ngày đầu đông ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và thành công trên mọi con đường. Chúc các bác đi xe vạn dặm bình an và tìm được những chiếc xe ưng ý trên ứng dụng YouTuber. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.